X51 Story mến chào quý thính giả. Cuộc đời của Liên Hoa Sắc trước đây vốn từng là một kỹ nữ, vì để đắc được Phật Pháp, cô đã trải qua biết bao gian nan nguy hiểm và tủi nhục, được Đức Phật từ bi gia trì. Cuối cùng Liên Hoa Sắc đã hóa dâm dục thành trí huệ, chứng ngộ được chính quả, là nữ đệ tử có thần thông đệ nhất của Đức Phật. Một hôm, Mục Kiền Liên đi khất thực, đi ngang qua một khu vườn, bất ngờ gặp một phụ nữ trung niên xinh đẹp. Cô ấy nhẹ nhàng và duyên dáng, và các động tác của cô ấy đầy quyến rũ, với một vẻ đẹp khó ai sánh được. Người phụ nữ đảo mắt và nói với Mục Kiền Liên với một nụ cười quyến rũ, "Thưa ngài, ngài đi đâu mà bận rộn như vậy? Ngài có thời gian nói chuyện với tôi không?" Chẳng phải Mục Kiền Liên có thần thông số một sao? Sau khi cẩn thận nhìn một chút, ông đã nhìn thấu tâm can của cô ta, và biết rằng người phụ nữ này được thuê để dụ dỗ ông. Tuy nhiên, ông cũng thấy rằng mối quan hệ giữa mình và người phụ nữ này không chỉ đơn giản là sự quyến rũ. Vì vậy, ông bình tĩnh uy nghiêm nói với nàng, "Nữ nhân đáng thương, thân thể của ngươi vốn đã nhơ nhuốc, vì một ít tiền mà đánh mất lương tâm, lại bị người khác xúi dục có ý đồ bất chính với ta. Ta đối với ngươi không có tình cảm gì, nhưng nàng lại bị dục vọng làm lu mờ trí huệ, như voi già chìm trong bùn lầy, không thể tự thoát ra được." Người phụ nữ nghe những điều Mục Kiền Liên nói liền rất sốc và lập tức cảm thấy tội lỗi. Hóa ra cô ấy là một kỹ nữ cấp cao được một nhóm đàn ông thuê để dụ dỗ Mục Kiền Liên. Nàng chưa từng thấy nam nhân nào không bị sắc đẹp của nàng lừa gạt. Nhưng lần này, nàng đã tính toán sai. Người phụ nữ rụt rè nói, "Thưa ngài, nếu ngài biết mục đích của tôi sẽ không giấu ngài. Tôi cũng muốn làm người tốt, nhưng tôi là một người có nhiều tội lỗi. Tôi có một quá khứ khủng khiếp, và tôi biết tương lai nhất định sẽ bị nghiệp báo đáng sợ. Tôi sợ không cách nào chuộc được tội." Vừa nói, hai hàng nước mắt từ trong đôi mắt xinh đẹp của nữ nhân chảy ra, càng khiến nàng trở nên kiều diễm. Nhưng Mục Kiền Liên không mảy may động lòng, chỉ an ủi cô và nói, "Sông chảy ra biển, dẫu bẩn đến đâu cũng sẽ được nước biển rửa sạch. Giáo lý của Đức Phật của thầy tôi có thể gột rửa tâm hồn nhơ nhớp. Dù lỗi trong quá khứ có nặng đến đâu, miễn là ngươi sẵn sàng ăn năn, đều sẽ được cứu rỗi." Người phụ nữ rất vui khi nghe những lời của Mục Kiền Liên, mắt nàng sáng lên niềm hy vọng, và nàng bắt đầu kể về quá khứ đau khổ của mình. Nàng sinh ra ở thành Đắc Xoa Thi La, từ khi sinh ra đã có ba nét đẹp. Nước da của nàng mịn màng giống cánh sen và ánh lên màu vàng kim, giống như màu của nhị hoa sen, đồng tử có màu xanh lam hiếm có, giống như màu của lá sen. Điều đặc biệt hơn nữa là trên cơ thể nàng luôn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng như hoa sen, khiến người ta cảm thấy sảng khoái cả về thể xác lẫn tinh thần. Họ hàng, bạn bè ai cũng nói đứa trẻ này đẹp như đóa hoa sen, sao không gọi nó là Liên Hoa Sắc. Trong nháy mắt, Liên Hoa Sắc đã thành thiếu nữ 16 tuổi, nàng kết hôn như một cô gái bình thường và nhanh chóng mang thai. Chồng mới cưới rất ân cần chăm sóc nàng, cùng nàng về quê sinh con. Không may cha nàng bị bệnh và qua đời ngay sau đó. May mắn thay, một cô gái xinh đẹp như hoa sen rơi xuống đất, có thể coi là mang đến một chút ấm áp cho gia đình này. Tuy nhiên, điều mà mọi người không bao giờ ngờ tới là khi cô đang làm việc chăm chỉ để nuôi con, người mẹ góa bụa và chàng rể đã yêu nhau. Ngày hôm đó, khi Liên Hoa Sắc bắt gặp hai người họ cùng lúc, nàng tức giận đến mức ném đứa bé đang bế trong tay vào bức tường gỗ. Rất may đứa bé chỉ bị thương nhẹ, trên đầu còn dính một ít máu. Tiếng khóc của bé gái khiến Liên Hoa Sắc cảm thấy rất đau khổ, nhưng cô không thể ở lại gia đình này lâu hơn nữa. Cô quấn khăn trùm đầu bỏ đi, bước vô định về phía xa. Trên đường đi, cô gặp một đoàn lữ hành, và một thương nhân trong đoàn lữ hành đã yêu Liên Hoa Sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Liên Hoa Sắc theo anh ta về quê và trở thành vợ của anh ta. Doanh nhân rất tận tâm, hai vợ chồng chung sống tình cảm hơn chục năm. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu. Năm đó, thương nhân đến quê hương của Liên Hoa Sắc để mua hàng và gặp một cô gái trông rất giống Liên Hoa Sắc. Một lần nữa, doanh nhân đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và cưới cô gái đó về. Liên Hoa Sắc rất đại độ và chấp nhận cô gái nhỏ này. Doanh nhân rất vui và hạnh phúc tận hưởng phước lành. Liên Hoa Sắc rất tốt với người vợ lẽ này và yêu cô ấy như con gái ruột của mình. Tuy nhiên, cô không bao giờ nghĩ rằng người vợ lẽ này lại là con gái ruột của mình. Vết sẹo trên đầu người vợ lẽ đã tiết lộ bí mật động trời đó. Đó là vết sẹo do đứa trẻ ngã xuống trong cơn thịnh nộ của Liên Hoa Sắc năm đó để lại. Cuộc hôn nhân thứ nhất và thứ hai đã làm tan nát trái tim cô. Trước đó cô không thể chung chồng với mẹ ruột của mình, bây giờ cô cũng không thể chung chồng với con gái ruột. Cô chỉ có thể chạy trốn khỏi nhà một lần nữa. Nhưng lần này, cô không còn tin vào hôn nhân nữa. Cô trở thành một kỹ nữ. Ai có tiền, cô sẽ đi cùng. Không giống như những người phụ nữ bình thường, Liên Hoa Sắc tuổi càng cao, nhan sắc lại càng đẹp, giống như một bông sen nước vô địch.
Chỉ cần cô ấy sử dụng một chút kỹ năng, không có người đàn ông nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô ấy. Cứ thế, 10 năm nữa trôi qua. Trong thời gian này, Liên Hoa Sắc có mối quan hệ tốt đẹp với một thanh niên bán nhang và sinh được hai người con, một trai một gái, nhưng cô không muốn kết hôn. Ngay khi đứa trẻ ra đời, cô đã ra lệnh cho người giúp việc của mình ném nó vào cổng thành và tiếp tục sống mơ mơ mộng mộng. Cho đến một ngày, người khiến cô bằng lòng kết hôn xuất hiện. Anh là con trai của người thủ thành. Chàng trai trẻ đẹp đó có tình cảm sâu đậm với cô, và anh nhất quyết muốn cưới cô bất chấp sự phản đối của mọi người xung quanh, thậm chí bất chấp việc mình đã có hôn ước. Liên Hoa Sắc lúc này dường như mệt mỏi, cuối cùng muốn ổn định lại. Liên Hoa Sắc đã chấp nhận cuộc hôn nhân thứ ba và nhanh chóng sinh được một cậu con trai. Người thủ thành cũng rất giữ chữ tín, ông cũng cưới cả cô gái đã đính hôn trước đó cho con trai. Tuy nhiên, không ai biết rằng người chồng thứ ba của Liên Hoa Sắc này lại chính là đứa con trai bị bỏ rơi của Liên Hoa Sắc năm đó, và cô gái mà cùng chung chồng với mình lại là cô con gái đã bị Liên Hoa Sắc bỏ rơi năm đó. Cả ba mẹ con được đoàn tụ, nhưng theo cách mà Liên Hoa không bao giờ ngờ tới. Vào ngày hôm đó, khi cô con gái đang trêu đùa con trai nhỏ mới sinh của Liên Hoa Sắc ở cửa, Mục Kiền Liên xuất hiện và nói cho cô biết sự thật. Liên Hoa Sắc cảm thấy vô cùng xấu hổ, không thể đối mặt với sự thật tàn nhẫn này, nàng đành phải bỏ nhà ra đi một lần nữa. Chán nản, cô quay lại nghề cũ và lại trở thành một gái điếm hạng sang. Thật kỳ lạ, khi nàng già đi, sức hấp dẫn của nàng càng hơn trước, danh tiếng của nàng ngày càng nổi tiếng và thù lao hàng ngày của nàng đã tăng lên 500 lượng vàng. Ngày đó khi cô đến thành Vương Xá, những người đàn ông trong thành phố ngưỡng mộ danh tiếng của nàng, vì vậy họ đã bỏ 500 lượng vàng và mời cô đến chơi với họ trong hoa viên. Đúng lúc Mục Kiền Liên đi ngang qua, trên thực tế, với trình độ tu luyện của Mục Kiền Liên vào thời điểm đó, ngày mà Liên Hoa Sắc có thể được cứu đã đến và ông đã đến gặp nàng. Mục Kiền Liên thị hiện thần thông của mình và bay vút lên không trung. Sau khi Liên Hoa Sắc tận mắt nhìn thấy thần thông hiếm có, biển dục đang cuộn trào trong lòng lập tức lắng dịu, cô quỳ dưới chân Mục Kiền Liên và bắt đầu sám hối, xin xuất gia tu hành, muốn trả lại số tiền mà cô ấy đã thu được và xin lỗi trước công chúng. Sau khi mọi người biết chuyện gì đã xảy ra, tất cả đều vui mừng khôn xiết. Họ cùng nhau đến trước mặt Mục Kiền Liên và đảnh lễ song túc. Đảnh lễ song túc tức là quỳ hai chân và đặt hai tay xuống đất, đầu chạm xuống chân người mình tôn trọng. Đây là cách chào cao nhất của những vị Phật tử, bày tỏ tâm nguyện quy y. Mục Kiền Liên đưa Liên Hoa Sắc đến gặp Phật Thích Ca. Liên Hoa Sắc đã xuất gia như ý nguyện và trở thành đệ tử của Đức Phật. Và Thích Ca Mâu Ni cũng đã giải quyết được một trong những bí ẩn lớn nhất trong lòng cô. Đó là lý do tại sao cô lại có những cuộc gặp gỡ kỳ quái như vậy trong đời. Hóa ra kiếp trước nàng là vợ của một thương gia. Vị thương gia thường đi xa để làm ăn. Nàng một mình trong căn phòng trống rỗng, nàng sẽ không thể tránh khỏi cô đơn. Cách nhà nàng không xa có một điểm giải trí, nam nữ qua lại náo nhiệt khiến cô phải ghen tị. Một ngày nọ, người vợ trẻ hỏi một bà lão xem bà có thể làm gì để biến mọi điều mong muốn thành hiện thực. Người phụ nữ nói nàng hãy đi cúng dường người tu hành. Sau đó, một người tu hành đến trước của nhà nàng khất thực, và bà lão dạy nàng cúng dường thức ăn và còn dùng hoa sen để cúng dường. Cô vợ trẻ làm theo, người tu hành này không giảng kinh sách, nhưng ông ấy đã cho nàng thấy thần thông. Chứng kiến điều kỳ diệu, người vợ trẻ càng tin vào lời bà lão hơn và nguyện rằng kiếp sau cô sẽ có dung mạo xinh đẹp xuất chúng như đóa hoa sen, ai nhìn thấy đều đem lòng yêu cô, bất cứ ai cũng đều rơi vào tình yêu với cô ấy. Vẻ ngoài đầy đáng kinh ngạc và cuộc sống như một kỹ nữ ở kiếp này đang hoàn thành những ước nguyện mà nàng đã ước ở kiếp trước. Tuy nhiên, thứ tình yêu trái đạo lý mà nàng rơi vào kiếp này không phải là ước nguyện của nàng trong quá khứ, mà cô đã vướng vào nhiều mối tình trái với đạo lý ở nhiều kiếp trước nên phải trả nghiệp, và nàng trở thành người bị hại trong kiếp này. Vì ngưỡng mộ với thần thông của người tu hành, nên nàng đã lập một lời thề rằng nàng hy vọng sẽ có thần thông quảng đại. Quả nhiên kiếp này nàng đã trở thành đệ nhất thần thông trong số nữ đệ tử của Thích Ca Mâu Ni. Sau khi Liên Hoa Sắc quy y, bản tính thiện lương trong lòng nàng bộc lộ ra. Nàng đã từng nhịn đói 3 ngày để chia sẻ thức ăn có được khi đi khất thực với những đệ tử khác không thể kiếm được thức ăn, và cuối cùng cô kiệt sức và bất tỉnh trên mặt đất. Nàng cũng bị Đức Phật chỉ trích vì đã đổi bộ quần áo tu hành sang trọng của mình với bộ quần áo rách dưới, nói rằng nàng không đủ y phục và không đủ trang nghiêm. Có lẽ chính vì nền tảng thiện tâm này mà Liên Hoa Sát đã sớm phát triển thần thông vĩ đại. Và cô cũng trở thành người bảo vệ tăng đoàn Tỳ Kheo Ni. Ngày ấy, Tỳ Kheo Ni Diệu Hiền đi khất thực dọc đường đi ngang qua cung điện của vua A Xa Thế. Một cận thần nhìn thấy vẻ đẹp của nàng nên đã giam nàng vào cung và định dâng cô cho vua A Xa Thế. Ngày hôm sau, Liên Hoa Sắc bay vào cung với tất cả thần thông của mình.
và dạy cho Diệu Hiền cách điều chỉnh tâm trí và triển hiện thần thông của mình. Ngay sau đó Diệu Hiền và Liên Hoa Sắc cùng bay về Tăng Đoàn. Tuy nhiên, Thích Ca Mâu Ni có những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc sử dụng thần thông của các đệ tử. Một lần, Liên Hoa Sắc lợi sử dụng thần thông trước mặt Đức Phật và bị của trách. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến cung trời Đao Lợi để thuyết pháp và ngài ở đó trong 3 tháng. Các đệ tử của ông đều rất nhớ ông và ai cũng muốn là người đầu tiên nhìn thấy Đức Phật. Kỳ lạ thay, huyền thoại Chuyển Luân Thánh Vương cũng xuất hiện trong đội chào đón. Chuyển Luân Thánh Vương là vị vua tương lai thường được nhắc đến trong giáo lý của Thích Ca Mâu Ni. Ngài nói rằng ngài đã chinh phục các quốc gia khác và thống trị thế giới không phải bằng vũ lực mà bằng chính nghĩa để thu phục lòng dân. Vào thời đại của ông, hoa yêu đàm 3.000 năm mới nở một lần. Khi xuất hiện, ngài cưỡi trên 4 cỗ xe khảm 7 loại báu, Kim Luân, Bạch Tượng, Mã Lam, Minh Châu, Ngọc Nữ, Tàng Thần và Binh Thần. Mỗi bánh xe cao 32 thước, rực rỡ hào quang, trên xe treo cờ, biểu ngữ viết, bố thí hết thảy chúng sinh. Khi mọi người nhìn thấy Chuyển Luân Thánh Vương huyền thoại đang đến, họ lập tức nhường đường. Nhưng tại sao vị Chuyển Luân Thánh Vương tương lai lại xuất hiện vào lúc này? Thánh Tỳ Kheo Ca Liêu Đà Di Tôn Giả biết đây chính là Liên Hoa Sắc biến hóa thần thông, do đó nói với đại chúng rằng, đây không phải là Chuyển Luân Thánh Vương thật. Năng lực siêu nhiên mà Liên Hoa Sắc có thể tự do sử dụng nhất chính là phép thuật biến hóa, có thể tùy ý biến thành hình tượng của người khác. Và cô thích biến hóa nhất chính là Chuyển Luân Thánh Vương. Quả nhiên, Thánh Vương Pháp Luân bay thẳng đến trước Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi biến hóa thành hình tượng Liên Hoa Sắc cười nói. Sư Tôn, Vân là người đầu tiên chào mừng người trở về. Nhưng Thích Ca Mâu Ni không vui, từ đó đặt ra quy định rằng các tỳ kheo ni không được phép thị hiện thần thông trước mặt Đức Phật. Trên thực tế, khi Đức Thích Ca Mâu Ni còn sống, ngài luôn dạy các đệ tử của mình không được thể hiện thần thông trừ khi cần thiết. Thường hằng tu hành, tu tâm dưỡng tính và hoàn thiện bản thân là ưu tiên số 1. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.